Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi gặp lại các bạn trong video tiếp theo này. Và ở video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo cực kỳ hay khi các bạn sử dụng iPhone. Chắc hẳn các bạn dùng iPhone thì gặp rất nhiều những cái tình trạng, những cái thông báo về cập nhật iOS, cập nhật nâng cấp lên phiên bản mới ở iPhone. Và các bạn vô tình các bạn chạm vào, nó tải về và chưa cài đặt và hiện rất nhiều thông báo mỗi khi các bạn dùng. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tắt thông báo cập nhật cũng như là dừng cập nhật iOS trên iPhone nhé. Rồi, như các bạn đang nhìn trên màn hình thì đây chính là cái phần thông báo mỗi khi mà cập nhật phần mềm. Và các bạn, những cái thông báo này thường thì các bạn đã tải về cái bản iOS rồi nhé. Đây này, đây này, cài đặt bây giờ này, để sau này. Đó, thì các bạn gặp rất nhiều cái thông báo như thế này. Rồi, để tắt cái thông báo này thì các bạn hãy làm cho mình như sau nhé. Các bạn đầu tiên các bạn vào cho mình phần cài đặt chung của máy này. Đó, thì các bạn đang nhìn trong cái phần là cập nhật phần mềm nhé. Các bạn chọn vào đây này. Đấy, thì bình thường các bạn chọn cho mình ở trên này này. Như cái trường hợp vừa rồi các bạn thấy là nó có thông báo thỉnh thoảng các bạn dùng ấy, thì đây chính là cái trường hợp các bạn chọn cho mình là ở trên cái mục là tự động cập nhật này. Các bạn chọn là chỉ tải về nhé. Đây này, chỉ tải về. Đấy, thì dẫn tình trạng khi mà các bạn tải về rồi ấy, thì nó sẽ có cái thông báo là cài đặt, tức là nâng cấp cái bản iOS đó. Thì các bạn một là để sau, hai là nhắc tôi sau. Đấy, ok. Thì bây giờ để tắt cái phần này đi, các bạn hãy vào cho mình, các bạn thoát ra, các bạn vào mục cài đặt này, các bạn chọn mục là dung lượng iPhone. Rồi, các bạn đợi là nó hiển thị một số cái mục ra, các bạn vào mục dung lượng iPhone nhé. Trong mục dung lượng iPhone này, các bạn nhìn xuống phần dưới này này. Đấy, các bạn tìm đến ba cái bản phiên bản iOS nhé. Đây này, phiên bản iOS mà nó mới nhất. Đây là iOS. Ví dụ như cái của mình đây là đang là iOS 16.7.7. Đấy, thì các bạn hãy chọn cho mình là xóa bản cập nhật. Xóa đi. Đấy, các bạn chọn cho mình là xóa bản cập nhật nhé. Rồi, ok, các bạn quay lại này. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là cập nhật phần mềm. Các bạn ra nhé, nó sẽ không còn thông báo nhé. Đây, các bạn nhìn chưa, nó không còn cái phần là số 1. Đấy, tức là có thông báo cập nhật phần mềm. Các bạn chọn vào. Đấy, đang kiểm tra này. Rồi, tại đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là tắt bản cập nhật nhé, tắt tải về và cập nhật nhé. Đây này, các bạn chọn tắt đi. Đấy, các bạn chọn tắt đi cho mình. Ok chưa? Đấy, thì khi mà có những cái bản mới thì nó sẽ không tự động tắt. À, mình xin lỗi, là không tự động tải về. Còn trường hợp, còn một cái trường hợp nữa đó là các bạn là đây này, các bạn nhìn thấy cái phần là tải về và cài đặt chưa? Đấy, nhiều bạn đã không ai chạm vào nhé, chạm về tải về cài đặt này. Ví dụ như mình đây này, đấy, mình chạm vào này, đấy, mình chạm vào này, đấy, các bạn nhìn chưa, tải về và cài đặt này, thì cái này nó đã yêu cầu cập nhật này. Đấy, thì các bạn hãy nhanh tay các bạn trở ra này, các bạn vào phần cho mình phần dung lượng iPhone này. Ok chưa, các bạn cũng tìm đến cái phần phiên bản nhé. Đây, các bạn cũng thấy đến cái phiên bản là iOS 16.7.7 này. Đấy, các bạn chọn xóa bản cập nhật. Đấy, xóa bản cập nhật. Xong, rồi các bạn quay ra cái phần cập nhật phần mềm. Đó. Đấy, nó sẽ vẫn còn như lúc các bạn chưa bấm nhé. Thì coi như là các bạn sau khi các bạn bấm vào cái phần này tải về và cài đặt ấy, các bạn không ai chạm vào ấy. Đấy, thì các bạn sẽ nó hiển thị là đang tiến hành cập nhật như mình vừa cho các bạn xem. Thì các bạn nhanh chóng các bạn thoát ra đến cái phần là dung lượng iPhone, các bạn tìm đến cái mục iOS đó, các bạn tắt đi, xóa đi, thì coi như là các bạn chưa bấm gì. Đó, rất là hay nhá, các bạn có thể áp dụng cách này. Hy vọng qua cách nhỏ nhỏ vừa rồi thì mình cũng vừa giới thiệu và giúp cho các bạn tắt cái phần thông báo cập nhật iOS cũng như là dừng cập nhật khi các bạn không may các bạn chọn tải về hoặc là các bạn chọn vào để cài đặt. Và hy vọng các bạn nếu thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like và một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới của mình.